Gỗ pơ là gỗ gì? Cách phân biệt gỗ pơ mu thật giả. Là người Việt Nam, chúng ta không thể chưa nghe đến tên loại gỗ quý hiếm pơ mu. Một trong những loại gỗ được xếp vào hàng chất lượng cao cấp và quý. Rất nhiều người mong muốn được sở hữu những sản phẩm chế tạo từ gỗ pơ mu cho ngôi nhà của mình. Bài viết dưới đây, mời các bạn cùng tìm hiểu về gỗ pơ mu như thế nào. Gỗ pơ là gỗ gì? Gỗ pơ mu có tốt không? Và giá gỗ pơ mu có đắt không? Cây gỗ pơ mu có tên khoa học là Fokinihazin I. 1. Ở nước ta, gỗ pơ mu được gọi với nhiều cái tên khác nhau tùy vùng miền như đinh hương, khơ mu, hồng he, may vạc, may long lanh, tô hạp hương. Vậy gỗ pơ mu có mấy loại? Gỗ pơ mu trắng, gỗ pơ mu đỏ. Gỗ pơ mu đỏ là gì? Giá gỗ pơ mu đỏ giá bao nhiêu? Sẽ được chúng tôi chia sẻ trong bài viết. Gỗ pơ mu thuộc nhóm mấy? Theo bảng phân loại gỗ của Việt Nam, gỗ pơ mu được xếp vào nhóm y là nhóm các loại gỗ quý hiếm đặc điểm của nhóm này là gỗ có màu sắc, vân thớ đẹp, hương thơm và rất khan hiếm, có giá trị kinh tế cao nhất. Các loại gỗ trong nhóm này thường dùng làm đồ mỹ nghệ, gỗ lạng, hàng mục chạm khảm, ván sàn đặc biệt. Giá gỗ pơ mu có đắt không? Gỗ pơ mu bao nhiêu tiền một khối? Cần phải xem và đánh giá dựa theo các tiêu chí sau để trả lời cho câu hỏi gỗ pơ mu giá bao nhiêu tiền một khối. Chất lượng của vân gỗ. Tuổi thọ của gỗ. Kích thước của thớ gỗ. Đặc điểm sinh trưởng và hình thái của cây gỗ pơ mu cây gỗ pơ mu tại Việt Nam hiện nay đang rất khan hiếm do bị khai thác nhiều. Trong tự nhiên, cây pơ mu mọc theo hướng thẳng đứng, chiều cao của cây trung bình trong khoảng từ 25 đến 30 mét với những cây trưởng thành. Điểm đặc biệt là cây pơ mu thường có mùi thơm rất dễ chịu và có thể xua đuổi côn trùng, mối mọt, nhất là gỗ pơ mu chống mũi rất hiệu quả. Cây pơ mu thuộc họ thông nên có lá nhỏ, mọc số lượng nhiều thành cặp so le quanh các cành non nhỏ. Cây ưa sống ở những nơi có thời tiết mát mẻ, mưa nhiều và thoáng đãng. Loại đất phù hợp nhất cho cây pơ mu sinh trưởng tốt tại Việt Nam là đất đá vôi hay đất có nguồn gốc granite từ độ cao 900m trở lên. Cây gỗ pơ mu phân bố ở đâu nhiều? Ở nước ta, cây pơ mu phân bố trải rộng tại các tỉnh miền Bắc như Bắc Giang, Hà Giang, Sơn La và các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Đắk Lắk, Con Tum, Lâm Đồng, Gia Lai, kéo dài đến Bắc Lào. Mới đây, tại huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam người ta phát hiện cây pơ mu mọc trong một quần thể cây cổ thụ trên dãy núi cao 1.100m thuộc xã La huyện Nam Giang. Tuy nhiên, từ khi được phát hiện rừng Pơ Mu đã bị khai thác thậm chí phá hoại gây nhiều thiệt hại nặng nề. Gỗ Pơ Mu có tốt không? Theo bảng phân loại gỗ tại Việt Nam, cây gỗ Pơ Mu được xếp vào nhóm Y, nhóm các loại gỗ quý hiếm, cao cấp và chất lượng tốt nhất. Một số đặc tính của gỗ Pơ Mu như màu sắc gỗ tươi sáng, sang trọng và bề mặt bóng mịn. Gỗ khá nhẹ nhưng bền với thời gian sử dụng lên tới hàng trăm năm. Có nhiều ngôi nhà gỗ cổ được làm từ Pơ Mu được tìm thấy có tuổi thọ lên tới 300 năm. Cho thấy chất lượng gỗ tuyệt vời của Pomu, là loại gỗ có dầu và mùi thơm đặc trưng. Vân gỗ Pomu có độ dẻo dai, chịu lực tốt và đặc biệt là khả năng chống mối mọt, xua đuổi côn trùng. Từ nhiều năm nay, gỗ Pomu được sử dụng nhiều trong ngành chế tác đồ mỹ nghệ, nội thất cao cấp, chạm khảm và được nhiều khách hàng yêu thích lựa chọn mặc dù giá trị sản phẩm là rất lớn.